Chương trình Sức Nước Ngàn Năm và tôi là Trịnh Lê Anh. Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, thật hào hứng trong một ngày cuối tuần của chúng ta. Và các bạn thấy đấy ạ, ảo thuật gia Jay của chúng ta đã dành cho mọi người một màn trình diễn tuyệt vời. Tôi luôn luôn cảm thấy mình bất ngờ và không thể nào dừng mắt được khi dõi theo những màn trình diễn của anh ấy. Và hôm nay chúng tôi đã mời anh đến đây để cùng tham gia với chúng ta với vai trò của một người chơi. Và vì vậy cho các bạn hãy cùng lên cổ vũ nồng nhiệt cho rất nhiều những người tuyệt vời đến với chúng tôi ngày hôm nay. Đầu tiên ở vị trí người chơi đội thứ nhất đó là ảo thuật gia Nguyễn Việt Hoàng, nghệ danh là Jay, quán quân ảo thuật gia siêu phàm 2018. Và Giang thì là một người bạn chơi được...